Chào buổi trưa tất cả mọi người. Mình sẽ đến với bản tin trưa ngày hôm nay là chính phủ họp giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19. Thì sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với 20 tỉnh thành phố và 1.060 xã phường thị trấn tại các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì theo nhận định của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới vẫn ghi nhận duy trì ở mức cao và có xu hướng gia tăng do đang tăng cường thực hiện xét nghiệm trên diện rộng. Các tỉnh còn lại tại khu vực miền Nam, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát, số ca mắc được phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng có xu hướng giảm dần. Thì các tỉnh như là Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Bình Phước, Sóc Trăng và Bến Tre có số ca mắc cộng đồng thấp, trung bình dưới 20 ca một ngày, đa số đều rõ nguồn lây. Thì Thủ tướng Chính phủ đề nghị thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để đảm bảo cho người dân không ra khỏi nhà, ai ở đâu ở đó, thực hiện hiệu quả chiến lược lấy mỗi xã phường làm pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ đảm bảo an sinh xã hội, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án nguồn lực cần thiết, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.